kiều, sang chảnh và quyền lực trong gái già nắng chiều bạc. Và thưa quý vị, một nhân vật đã khiến công chúng tò mò suốt tuần vừa qua vì sự trở lại với điện ảnh sau 20 năm vắng bóng. Xin trân trọng giới thiệu nữ diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh sẽ là nữ chính tiếp theo đối đầu với Ninh Dương Lan Ngọc trong Gái Già Lắm Chiều Bà. Và cô sẽ vào vai quả phụ Thái Tuyết Mai, người đàn bà quyền lực đứng đầu Lê Gia, một gia tộc giàu có bậc nhất xứ Huế. Thì thật sự là Ngọc rất là sợ là mình bị lặp đi lặp lại cái hình ảnh của mình, rồi không có đem lại sự thú vị cho tất cả mọi người. Thì mình dự định là sẽ nghỉ một thời gian đối với lĩnh vực điện ảnh để tìm kiếm thêm những cái cảm xúc cũng như là những cái cách diễn xuất mới mẻ hơn. Nhưng mà đến khi chắc hai anh thấy em Ngọc ế xô quá, cái xong rồi mới gọi điện và nói là Ngọc ơi, bây giờ hai anh quyết định là sẽ làm tiếp phần thứ ba của Gái Già Lắm Chiều. Thì nói là làm nhưng mà là câu chuyện nó sẽ diễn biến như thế nào, bây giờ là chắc em đám cưới rồi sinh con rồi con em lớn lên hay sao. Nó là anh nhất quyết anh phải giữ bí mật, anh không nói một lời nào hết. Cái chờ tiếp 2 tháng nữa, ủa gì vậy ta, không nghe gọi hay là cancel mình rồi mời người khác mất tiêu rồi, lại phải nhắn tin hỏi tiếp. Thì hai ảnh mới cho một cái vé máy bay đi ra Huế chơi, tưởng là đi chơi du lịch này nọ thôi. Ai về đâu là bắt đầu mấy hồi nói là chúng ta sẽ làm tiếp bộ phim Gái Già Lắm Chiều Phần 3 ở Huế. Thì các phần tập chỉ có biết được nhiêu đó một mình thôi. Và ra đó rồi thì cũng chỉ được gặp xuân tiền thôi. Nhất quyết là chỉ được gặp mỗi một mình xuân tiền thôi. Nhưng mà trong bộ phim này Ngọc sướng lắm. Đó là Ngọc luôn được trai chăm sóc với chú đáo. Và lần này nó có thêm anh Hòa chăm sóc kỹ từng ly từng tí. Ngày nào cũng nói em ơi anh có đồ rồi đi qua thử. Dạ, tổng cộng trong bộ phim này chắc Ngọc cũng phải đi đến 5 lần thử đồ. Và mỗi lần đó là gần 10, chắc cũng phải 12 bộ đồ, 12 bộ trên 5 lần mấy. Đó, mà đâu phải là người chọn hết đấy đâu. Bỏ, lại bỏ, anh Hòa lại phải làm tiếp. Nó là, phải nói là rất là cực cho anh Hòa trong bộ phim này luôn. Mà Ngọc có thấy là trong phim này Ngọc rất là được cưng không? Cưng lắm chứ, được từ hai anh cưng nè, vỗ về từng đêm một. Chồng dính xíu phân đoạn này rồi nha, ngày mai sẽ lên nói chuyện tiếp, rồi lại tiếp xíu phân đoạn tiền. Thì một năm rồi mới gặp lại, đôi khi e ngại không có dám mà đụng chạm, mình không có dám giỡn hết với mình. Giống như là cái bộ phim trước nữa, lại bắt đầu phải làm quen lại, thì lại phải hẹn hò đi ăn đi uống rồi cà phê nói chuyện, nhưng mà không có về nhà nha. Thanh nói cảm ơn Ngọc đã đăng chiêu và cùng nắm gặp với lại Miss Q Ninh Lan Ngọc trong bộ phim này với một nhà diễn viên rất là xinh đẹp. Cảm ơn Thanh Nguyễn thì đầu tiên cho được tiền được gửi lời chào đến các cô chú anh chị, khách mời, các anh chị phóng viên báo đài. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đến tham dự buổi họp báo của tụi em. Để trả lời câu hỏi của Thanh Nguyễn thì ở dự án lần này tiền cũng giống như Ngọc, cũng giống như chị Hà Đỗ đều không biết kịch bản trước,
Khi mà nhận lời mời của Nhân đó thì anh Nhân và anh Nam cũng nói là anh sẽ làm một bộ phim tiếp theo về phần 3 của cái Giờ Lắm Chiêu. Thì chỉ biết như đó thôi. Thì cũng cảm ơn hai anh đã tin tưởng và giao cho em một cái vai diễn tiếp theo. Đây cũng là vai diễn thứ hai của mình thôi, nhưng mà đã là một diễn viên trẻ và một diễn viên mới thì mình cần biết trước kịch bản để mình chuẩn bị cho tốt. Mà đã như vậy thì mình cứ hỏi suốt, cứ nhắn tin suốt, anh ơi có kịch bản chưa nhờ, xin mới để em chuẩn bị. Thì không luôn, cho tới khi mà nhận được cái lịch là chuẩn bị quay rồi đó thì còn khoảng 3 tuần vẫn chưa thấy kịch bản đâu. Thì sau hôm đó thì qua ngày mai thì mọi người mới hẹn nhau để tất cả các diễn viên gặp nhau để chạy kịch bản buổi đầu tiên. Đó, cái buổi đầu tiên tất cả diễn viên gặp nhau chính là cái buổi đầu tiên mà mọi người được cầm kịch bản trên tay. Không biết một chút gì hết, mà trong khi mình bước vào trời, mình gặp toàn là diễn viên mà mình rất là thích từ nhỏ, được xem phim, cô Lê Khanh, Ngọc thì giỏi quá rồi. Thì đóng một cái phim trước thì mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ Ngọc. Xong rồi cái buổi gặp này thì gặp thêm Trương Vũ cùng các diễn viên khác mà nó chưa được tiết lộ. Thì ở cái buổi chạy đầu tiên á, mình rất là ngợp khi mà cô Lê Khanh, Linh Như, Lan Ngọc hay là Trương Vũ đều chạy hỏi rất là tốt. Mình là một diễn viên mới, mình bước vào á, mà buổi đầu tiên mà mình đọc qua kịch bản á, là mình chạy thoại luôn á, thì mình chạy không quá tốt. Buổi đầu tiên bị la hét rất là nhiều, cái đó là áp lực ban đầu, áp lực cực kỳ lớn. Là mình về mình phải tập trung thức đêm, thức hôm, mất ăn, mất ngủ để chuẩn bị sao cho kịch bản tốt nhất có thể để đến với khán giả. Tại vì rất là may mắn khi mà ở phần 2 á, cái vai diễn chắc là được mọi người rất là thích. Nên là ở cái phần 3 này mình muốn dành một cái phần quà lớn hơn nữa dành cho khán giả yêu mến mình. Thì đó là những cái áp lực ban đầu khi mà tham gia bộ phim này. Cảm ơn Tiền.